Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy inbuilt. Đây là một chiếc máy inbuilt của Xprinter. Thì hầu như là các cửa hàng tạp hóa hoặc là thời trang hoặc là cả shop siêu thị thì đều rất cần được cái chiếc máy này, hầu như là không thể thiếu. Thì cái model mà em muốn giới thiệu đến mọi người đó là Xprinter XPK300L. Thì mọi người cùng em xem đọc hộp cũng như là in thử để xem thử chiếc máy này để cái khả năng in của nó. Thì trước tiên em xin mở ra cho mọi người xem về hình dáng cũng như là những cái phụ kiện bên trong của chiếc máy. Đây là máy inbuilt Xprinter. Đây phụ kiện đi kèm thì có đây có là một cái cuộn giấy test thôi. Đây là một cục nguồn. Nguồn này là nguồn 24V. Dây cáp kết nối. Đây là dây cáp RS232 của Com. Đây dây USB. Các kết nối USB thì mình có thể lựa chọn để mình. Đây là dây nguồn. Còn đây là cái gác giấy. Rồi tiếp theo phần quan trọng nhất đây. Đây là thân máy này nha mọi người. Đây. Đây là chiếc máy inbuilt nha mọi người. Đây, mọi người có thể là nhìn sơ qua. Chiếc máy. Xprinter thì có nhiều dòng máy, hầu như phổ biến của đó là dòng Q260. Mình có thể thấy cái dòng này là nó nhỏ gọn hơn Q260 rất là nhiều. Đây, nhìn nhỏ gọn rất là thon, rất là đẹp hơn. Rồi phía sau của nó thì có một đây là giác nguồn này, nó có thể là kết nối với két tiền nha mọi người. Lúc mà mình inbuilt thì két nó sẽ tự động bung ra này. Rồi có cổng kết nối đó là cổng LAN, cổng RS232 và cổng USB. Thì đây là ba cái cổng kết nối của máy. Thì ba cổng kết nối này cũng thấy rất là đa dạng. Rồi để mở lên thì nhấn nút mở lên nào. Thì đây là cái build test ở trong máy ha. Nét chữ của nó cũng rất là sắc nét này. Thì lát nữa em sẽ in thử thực tế cho mọi người xem về cái tốc độ của nó ha. Thì theo như cái thông số của hãng thì chiếc máy này có thể là in cái cổ build là K80, maximum là K80 ha. Mọi người có thể thấy là cổ K80 là đồ đồng của nó là 80. Thì đây là cổ chuẩn ở trong các siêu thị hoặc là cửa hàng gì đó thì hầu như là sử dụng cổ này. Đó. Còn tốc độ in của nó cũng tương đối là nhanh với là tốc độ in là 300 mm/s. Thì cái điều in ra cũng rất là nhanh nên thành ra là khách hàng không cần phải đợi chờ lâu. Đây mọi người có thể xem sơ qua. Sau đó em sẽ kết nối với máy tính và in thử. Thì em vừa kết nối nguồn điện rồi nha mọi người. Thì em sẽ lắp vào và in test cho mọi người xem về cái chữ của nó in ra như thế nào ha. Thì cái bước lắp giấy này nó cũng rất là đơn giản ha. Mình nhấn bên hông thì nó có cái nhấn xuống để bật công tắc lên. Rồi tiếp theo mình sẽ bỏ cái cuộn lưu vào trong. Đây mình có thể bỏ thẳng vào trong luôn. Hoặc là như lúc này có cái thân gác này, mình có thể bỏ gác vào. Cái thân gác này thực chất thì có thể mọi người là không bỏ cũng được ha. Mình thả thẳng vào trong luôn. Rồi sau đó mình đẩy lại. Đó phía trước này nó có công tắc này on off đây, mình bật sang on. Thì để em thử in test cho mọi người xem đó. Cái này nó có chức năng đó là tự động cắt cho mọi người. Đây để in test thì mình sẽ nhấn giữ nút fit này, bật máy lên này một vài giây thả này ra đó. Nó in cái thông tin đó, nó sẽ tự động cắt luôn cho mình nhá. Đây này cái nét chữ của nó này rất là rõ ràng ha. Còn cái nội dung này tùy theo cái file thiết kế của mọi người như thế nào thì trên cái phần mềm bán hàng á thì nó sẽ in ra như vậy cho mọi người. Để có một số thông số này, tốc độ in là 300. Mọi người thấy là một in một dài build rất là dài thế này, nhưng nó in cũng là tương đối là nhanh ha. Em sẽ in thêm lần nữa. Rồi còn cái phần máy này thì hầu như là có thể là kết nối được với tất cả các phần mềm bán hàng, tại vì phần mềm bán hàng là đầu cần phải có là build tiền cho khách hàng. Thì thường là cái build mình ra thì cái nội dung tới đâu thì nó sẽ dừng và nó cắt ngay tại vị trí đó. Còn em test thì nó sẽ in hết cái nội dung nên nó dài thế này. Còn cái build của mình thì thường thường nó sẽ tới đâu thì nó sẽ cắt tới đó. Nó sẽ có chức năng tự động cắt. Cổng giao tiếp của nó cũng tương đối là đa dạng. Với ba cổng giao tiếp đó là một USB, RS232 và cổng LAN. Mọi người có thể tham khảo thêm về cái dòng máy này cũng rất là tốt. Rồi em đã giới thiệu cho mọi người về chiếc máy inbuilt này của Xprinter. Thì nó có thể có, như lúc đầu em giới thiệu thì nó có cái cổng kết nối với két. Thì lúc mà mình inbuilt ra thì đồng thời két nó sẽ được bung ra để mình lấy tiền, phối tiền cho khách.
thì chiếc máy này cũng có thể là đáp ứng được ha mọi người. Đó thì mọi người thấy là chiếc máy rất là nhỏ gọn, có thể là để ở cái quầy thu ngân của mình và không có chiếm nhiều cái diện tích, thì đây cũng là một sự lựa chọn thêm để cho mọi người có thể trang bị cho cái cửa hàng của mình đang dùng. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm chi tiết, mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập trang web thế giới bảo mật .com. Thì em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Thì nếu thấy hay, mọi người có thể nhấn like và subscribe kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật để có thể xem những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.